Em kết hôn với chồng hơn 2 năm, có một bé gái. Bây giờ em với chồng cãi nhau. Chồng em đòi ly hôn nhưng em không chịu. Anh ta chê em, bai em xấu xí, không khéo léo nhẹ nhàng. Em ở với bố mẹ chồng. Thì có một năm chị chồng mang con lên ở cùng. Nhà đông người nên không hợp tính, nên xích mích càng nhiều. Bây giờ chồng em chán em, chúng em đã ly thân 2 tuần. Anh ta đánh đuổi em đi. Trời ơi. Em ở ngoại mang con lên chơi, rồi 29 tháng 4 phải đưa con về. Anh có bảo em ở chơi với con vài ngày. Mấy ngày vừa rồi em có suy nghĩ, mà thương con nên em níu kéo. Lại níu kéo. Hôn nhân không có níu kéo, mà hôn nhân là xây dựng. Cái cách nghĩ đó nó dẫn tới hành động sai. Thì anh ta bảo em rằng anh chỉ muốn ở một mình. Cái anh ta vừa nói câu đó quan trọng lắm luôn á, để anh đọc tiếp. Mở ngoặc, trước khi cưới thì em với chồng hòa tờ giờ sớm và cưới khi có bầu. Anh nói không có tình cảm với em nhiều. Khi em sinh con thì vợ chồng hầu như ngủ riêng. Anh ta muốn ly hôn và nuôi con. Còn em thì không muốn. Anh cho em lời khuyên bây giờ em nên làm gì là tốt nhất à? Ly thân thi thoảng anh vẫn hỏi han quan tâm sức khỏe em, vì em đang chữa bệnh. An ủi em không buồn, nghĩ tích cực. Anh là người tu chí làm ăn nhưng gia trưởng bảo thủ khó tính, coi trọng gia đình mình hơn vợ. Có lúc thì anh nói cứ ly thân một thời gian xem sao. Em ơi, chuyện của em nó rõ như ban ngày. Chuyện của em tóm lại thấy là cái nền tảng hôn nhân cực kỳ yếu, là hai người quen biết nhau và quan hệ từ sớm, như anh có nói mãi các bạn, nói không biết bao nhiêu. Các bạn thật ra không hiểu được cái vị trí của cái quan hệ tình dục trong cái thời kỳ hẹn hò và hôn nhân, cũng như ở cái giai đoạn có cảm giác yêu hay chưa. Các bạn không hiểu cái điều đó, nên các bạn luôn nghĩ, có một số số bạn là theo cái chủ nghĩa là cổ điển, tức là mình tạm gọi vậy đi, tức là theo cách nghĩ cổ điển là chưa hôn nhân thì chưa quan hệ. Nó không tới nỗi là tệ, nó cũng có cái đúng của nó về mặt văn hóa. Nhưng một số bạn thì cực đoan là bây giờ sống phải trung thực với mình, phải thử trước. Các bạn cũng đúng với cái cách nghĩ của các bạn. Tuy nhiên để được hạnh phúc nè, tức là không phải để theo văn hóa, mà cũng không phải là để phù hợp với thời đại, mà là để được hạnh phúc nè, thì cái quờ tờ giờ đó đó nó phải ở cái lúc người đàn ông cam kết. Tại vì sao? Là vì nếu như theo cái khuôn đó thì lúc đó cái cảm giác yêu của người đàn ông không bị tụt, mà thậm chí là nó chuyển qua một cái cảm giác chung thủy và bảo vệ chăm sóc người phụ nữ. Nếu như cái quờ tờ giờ đó nằm đúng ở cái điểm đó, nên đó là vị trí của cái món quà, của cái phần thưởng mà đến tạo hóa tạo ra cho chúng ta. Ok, nếu như bạn hiểu được điều đó thì bạn mới hiểu được những cái nguyên nhân tại sao cảm giác yêu nó tụt nếu chúng ta quan hệ sớm. Ở đây nền tảng hôn nhân của em không những yếu mà là rất yếu. Và em thấy không, sau khi em cưới, em hôn nhân xong một thời gian, là em khi em có con thì, và anh nói cái này không biết bao nhiêu lần trong tư vấn riêng, trong với apprentice, bạn biết apprentice họ học nhiều á, cho nên họ họ dần dần họ có sở hữu những cái này, họ nhận ra nhanh lắm. Thì cái điều đó là nó cực kỳ hợp lý và nó xác nhận rõ hơn cái cảm giác của ông chồng ở thời điểm này á, là như thế nào. Và em sẽ thấy trong đó là anh ta có cái sự tôn trọng em, anh ta có hiểu rằng em bị tổn thương. Qua những cái hành động anh ta cũng thể hiện, lâu lâu hỏi thăm và nói là thôi bây giờ mình chia tay thời gian xem sao. Đó là những cái mà nó có sự tôn trọng trong đó, nó có sự xác nhận là cảm giác yêu đã tụt một cách rõ ràng. Thì ở đây nó có nhiều yếu tố em nói, nhưng mà ở đây đối với em nè, nền tảng hôn nhân rất yếu do quờ thời giờ sớm, quan hệ tình dục nhiều, dẫn tới có thai ngoài ý muốn, dẫn tới hôn nhân, do đó nền tảng hôn nhân là cực kỳ yếu. Tiếp tục nè, sau đó em lại về em sống với gia đình chồng, rồi có bà chị dắt con lên, đó là cái thứ hai và phần của em á. Rồi cái thứ ba nè, không có ý thức trong việc xây dựng cái hôn nhân của mình, mặc dù cái hôn nhân nó yếu như sên vậy đó, cũng không xây dựng. Rồi thì cái đó hiển nhiên rồi, nền tảng yếu không xây dựng, rồi những yếu tố bên ngoài mình để cho nó xảy ra như vậy, mình không biết cách xây dựng cái định hướng cái cuộc sống tình cảm mình. Bây giờ tình cảm ở tà lai học me hết rồi, bây giờ em có nói anh ta gia trưởng, anh ta cái gì nó cũng chỉ là vì anh ta không có tình cảm với em thôi. Nếu anh ta có tình cảm, anh ta yêu một cô gái nào đó, anh ta sẽ không có gia trưởng đâu, mà anh ta sẽ quỳ xuống xin cưới á. Chứ không có gia trưởng nha, cái kiểu các bạn nghĩ gia trưởng chỉ là cái người đàn ông không có yêu mình thôi. Không có người đàn ông gia trưởng, chỉ có người đàn ông người ta không có yêu mình thôi. Còn cái người đàn ông người ta yêu á, người ta không có áp đặt, mà người ta ngược lại, người ta lại muốn làm cho mình vui. Nếu như yêu, người ta sẽ muốn làm cho mình vui, chứ không phải là muốn người kia phải phục vụ lại cho mình, như là cái các bạn vẫn gọi là gia trưởng. Với các bạn nào nói mà chồng mình gia trưởng có nghĩa là chồng không có yêu mình thôi, nó đơn giản là vậy đó. Hay là cái cảm giác anh ta dành cho mình nó yếu ớt, nó vậy thôi. Cảm giác yêu đó nó không cao. Trong cái cảm giác yêu nó có cảm giác tôn trọng rất nhiều đó. Ok, thậm chí nó có những cái gọi là hy sinh luôn á, tức là mình làm để cho người kia được hạnh phúc.
Do đó là cái chữ gia trưởng nó ngược lại với cái gọi là cái yêu. Do đó bạn nào mà nói chồng em gia trưởng thì coi như là mình chia buồn, gửi cho cái thiệp gọi là chia buồn với bạn. Ok. Nhưng mà ở đây tiếp tục nè. Sau đó là tách ra ly thân. Và anh ta có thể hiện là anh ta muốn chăm sóc con. Điều này nó nói lên một người đàn ông này có thương con. Và đó là điều tốt đẹp. Bây giờ em nói là anh, nói chung em cũng buồn bã, cho nên em cũng có vài cái phán xét, nhưng mà cũng có vài cái công nhận anh ta. Em nói anh là người tu chí làm ăn, ok. Rồi anh cũng thấy anh ta có những cái tích cực của anh ta. Tuy nhiên trong cái phần tình cảm á, thì anh ta không có yêu em, chỉ có vậy thôi. Em nói là anh ta coi trọng gia đình mình hơn vợ. Đương nhiên như anh nói rồi, cảm giác yêu không có thì người ta sẽ làm như vậy, và cái đó là hợp lý. Rồi anh ta nói ly thân thời gian xem sao. Anh nghĩ là cái em cần làm bây giờ á, là những cái mà em nên tham gia cấp hôn nhân hạnh phúc của True Love để biết được cần làm gì và nó giúp em trong cái hôn nhân sau, nếu mà phải đi tới hôn sau. Tuy nhiên bây giờ là em phải xác nhận chồng qua hai cái giai đoạn. Giai đoạn một là em phải xác nhận với chồng là coi mình có muốn giữ cái hôn nhân này và muốn xây dựng nó không. Nếu mà mình không muốn giữ thì mình sẽ đi tiếp ở cái việc là mình sẽ chia tay như thế nào để cái tổn thương là ít nhất cho con cái, cho hai người. Còn nếu như giữ thì phải có kế hoạch và hành động để xây dựng đó. Tức là lúc bắt đầu nói chuyện về xây dựng. Mà khi nói về xây dựng là cả một khối kiến thức mà hiện giờ em không có gì hết. Em không có gì hết. Thì đó là cái hành động thứ nhất. Hành động thứ hai nè, là em phải thăng bằng lại và biết cách xây dựng bản thân mình. Gọi là tập trung vào bản thân, gọi là thay đổi bản thân, gọi là phát triển bản thân đó. Em ơi, cái đó là cái cốt lõi. Nếu mà anh nói tới đây mà em nghe em nói cái này nghe cũng chán quá, thấy có vẻ không đúng vô câu trả lời, thì anh nói cho em biết, nó chính là cái bí mật mà mọi người muốn đi tìm sự hạnh phúc, là cái xây dựng bản thân mình. Khổ ghê á. Cái này là cái nó rõ ơi rõ, mà không biết làm sao các bạn hiểu. Bởi vì bootcamp á, tham gia bootcamp á, đánh đổi nhiều á, vô đó qua những cái cảm xúc lên xuống mới nhận ra cái điều đó. Thay đổi bản thân, cái phát triển cái bản thân mình, trở thành một cái phiên bản tốt đẹp, thì đó là cái thành công bền vững nhất. Nó chính là thành công bền vững nhất. Vậy đó là ông Jim Rohn nói câu rất là hay. Đầu tư vào bản thân mình, nó luôn tạo cho mình cái sự thành đạt bền vững. Là tại vì sao? Hễ mình còn sống là mình còn đó. Tại vì những cái giá trị tạo ra sự thành công nằm bên trong này nè. Chứ nó không phải nằm ở ông chồng, nó không phải nằm ở cái con đường mình đi, nó không phải nằm là ở cái chỗ mình sống, nó không có nằm là phụ thuộc cha này hay cha kia hay là chỗ công an việc làm, nó phụ thuộc vào bên trong cái thằng gọi là thằng tôi đó. Nếu mà cái thằng tôi nó còn thì cái giá trị thành công đó nó còn, cái giá trị hạnh phúc đó nó còn. Thì đó là cái quan trọng, và để thay đổi cái đó là cả một cái lộ trình em cần phải làm. Nó đương nhiên nếu mà hỏi tới cái việc mà hoàn thiện hay là phát triển mình tới cái mức gần với sự hoàn thiện, nó sẽ lâu, nó là một cái lộ trình mà, và nó làm suốt đời. Là tại vì mình hoàn thiện qua hành động trong cuộc sống, chứ không phải ngồi tu á bụng phát hoàn thiện. No, sự hoàn thiện nó chính là qua những cái trải nghiệm, những cái hành động mình làm mà mình dần dần mình phát triển. Nhưng mà cái hay cái này nè, cái kết quả nó tới cũng sau khi mình bước nào mình sẽ có cái kết quả tương ứng của bước đó. Thì đó là mình nên làm điều đó. Và cái anh đang nói của các em, của em phát triển đây là phát triển cái phiên bản người phụ nữ trong cuộc sống tình cảm, chứ anh không nói về tài chính, anh không nói về những phần khác. Phiên bản phát triển cái phiên bản người phụ nữ trong cuộc sống tình cảm mà anh đặt tên là người phụ nữ quyến rũ đó. Lý em thấy không, tại sao nó là cốt lõi và tại sao anh đặt tên đó? Thì anh muốn nói để em hiểu được cái cốt lõi em cần phải làm ngoài việc chỉnh sửa xây dựng lại hôn nhân mà em bây giờ phải đi học, chứ giờ anh tư vấn không nổi qua cho em đây đâu. Hai cái bước đó em phải học thì em mới biết. Ok anh ơi, có nên đi du lịch với bạn trai quen 8 tháng không ạ? Nếu đi thì ở riêng phòng đúng không ạ? Anh đầu tư cho em nhiều chuyện đi du lịch, em quen một bạn người bạn trai 8 tháng, anh chưa biết được là cái độ thân tới đâu và cái sự đầu tư tới đâu. Nếu em có cái câu ảnh đầu tư cho em nhiều thì anh coi như là em nói đúng. Tại vì rất nhiều bạn nữ hiểu lầm là người đàn ông đi chơi với mình là đầu tư. Ok, cái đó chưa là đầu tư. Ok, có những người đàn ông thân quá này anh để kiểm tra tài chính của anh luôn, cái đó là, cái đó chưa là đầu tư, cái đó chỉ là một cái gì rất là nhỏ thôi, sự tin tưởng thôi, nó chưa là sự đầu tư. Tuy nhiên em hỏi là có đi chơi được với anh tao, đi chơi được hoàn toàn. Nhưng mà em tưởng tượng đi, cái giá trị của em nó nằm ở cái ngăn nào, tức là những cái ngăn ngăn level 1, level 2 hay là level số 10. Ok, giả sử có 10 level thì cái cuộc đi chơi đó, cái cách đón nhận cuộc đi chơi đó, và trong cái cuộc đi chơi đó và lúc tối về đi ngủ cuộc đi chơi đó, em sẽ hành xử đúng ở cái level đó. Vậy đó, ở đây đi được hay không? Được. Nhưng mà anh nói cho em biết là một cô gái hoàn toàn chưa bị chinh phục sẽ sao biết không? Em đi với anh, ok, em có thể sẽ đi chơi với anh, nhưng mà đừng có nói chuyện ngủ chung nha.
anh mà nghĩ tới chuyện ngủ chung là tôi không đi luôn á, chứ đừng nói. Tức là cái cảm giác của cô ta vậy, anh nói là cái cảm giác bên trong là đó, cái giá trị của cô ta chưa đổ thôi chứ gì. Cô ta chưa đổ không phải là tại cô ta khó, mà chẳng qua là cô ta không cho phép mình đổ với một người đàn ông chưa xứng đáng, chưa có những cái đầu tư rõ ràng. Không có nghĩa là sẽ không đổ, ok. Nếu anh ta thực sự yêu mình, anh ta chinh phục mình thì đổ, lúc đổ là sung sướng đó, ok. Nhưng mà chỉ là anh chỉ nói cho em hiểu được cái cảm giác thôi. Còn cái cô gái mà đã đổ rồi đó thì cái cũng phải chứ giống như vậy á, rồi chuẩn bị cái bộ đồng ngủ là giống như là gợi cảm nhất ngày đêm đó, để sao ví dụ rủi mà ảnh giống như là ngủ với mình, cái mình cũng phải có cái gì đó đúng không, rồi bắt đầu đọc sách về nghiên cứu về quờ tờ giờ. Ồ 36, ồ wow 36 lần hả, lật 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 kiếm coi có cái gì 37 không, có gì đặc biệt không, hiểu không? Do đó là đi được hay không, yes, nhưng mà cái cách em đi, cái cách em hành xử, những cái phần hành xử đó nó đúng vào cái chất em là ai, cái giá trị em nó nằm chỗ đó, chứ không phải là đi hay không. 8 tháng rủ đi chơi ok, hiểu không? Nhưng mà cái cách đi chơi mới là quan trọng, cái cách em hành xử nó mới là quan trọng. Bởi vậy nên các bạn hỏi phần hình không có phần chất thì tiêu, không trả lời được cái phần đó. Ok, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.